Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Đám tang nhạc sĩ Ngọc Châu, dàn sao Việt đỏ hoe mắt, khóc thương tiễn đưa cố nhạc sĩ lần cuối. Sáng ngày 17 tháng 3, nhạc sĩ Ngọc Châu đã qua đời ở tuổi 55 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do suy tim giai đoạn cuối. Lễ viếng vào 12 đến 13 giờ ngày 19 tháng 3 tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Linh cữu được an táng tại quê ở Ngọc Lâu, Phú Xuyên. Ngọc Châu sinh năm 1967, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng, mẹ là nghệ sĩ Vũ Dậu, em gái là ca sĩ Khánh Linh. Sau một thời gian vào thành phố Hồ Chí Minh sống, năm 2020, khi bố nhạc sĩ, nghệ sĩ đàn Ngọc Bầu Hướng qua đời, Ngọc Châu trở về Hà Nội để bên cạnh mẹ. Nhạc sĩ tốt nghiệp khoa sáng tác, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được đào tạo bài bản, chính quy về sáng tác, lý luận. Cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000, anh nổi tiếng với nhiều ca khúc như Thì thầm mùa xuân, Chiều xuân, Cô tắm ngày nay, Ban mai xanh. Ca khúc Thì thầm mùa xuân là lời tâm sự của nhạc sĩ về mối tình đầu, giúp nhạc sĩ vào top 10 bình chọn của làn sóng xanh năm 1998. Những nhạc phẩm của nghệ sĩ chinh phục nhiều thế hệ khán giả nhờ sự hài hòa giữa nét trẻ trung hiện đại lẫn âm hưởng nhạc dân tộc, được anh tiếp thu từ chiếc nôi văn hóa của gia đình. Ngoài sáng tác, anh còn từng là ca sĩ, nhạc công, đồng thời đảm nhiệm phần thu và mix âm thanh cho chương trình Trò chơi âm nhạc. Anh có phòng thu riêng và nổi tiếng với một loạt ca khúc vào top làn sóng xanh như Thì thầm mùa xuân, Ngây thơ, Cô tắm ngày nay, Chiều xuân, Nếu điều đó xảy ra, Tạm biệt.